2018, mình là khoa học gia thì Trinh Nguyễn, đang phát sóng live trực tiếp tại San Diego, California, đến với chương trình Nu Việt Live America. Như thường lệ thì vào thứ hai hàng tuần là chương trình do thì Trinh chịu trách nhiệm. Thì một tháng có những cái lần đầu tuần của thứ hai thì chương trình nó sẽ là về luyện tư duy đổi cuộc đời, tức là giúp mình thay đổi tư duy, mà là một sẽ có cái phần nói về sản phẩm. Thì do thì Trinh bận thì tháng từ hồi tuần rồi thì có nhờ Phil làm thế giùm cho thì Trinh. Hôm nay thì Trinh trở lại. Thì hôm nay chủ đề của mình sẽ nói về sản phẩm. Thông thường thì sẽ có hai lần trong tháng là mình nói về tư duy, về cái cách suy nghĩ của mình để giúp mình có thể thay đổi được cái cuộc sống hiện tại. Còn hôm nay thì mình nói về sản phẩm. Và đây là cái chương trình cho Nu Việt Life America, đặc biệt là cho những anh chị, bạn bè, đồng nghiệp hay những ai đang làm kinh doanh với Nu Skin, hay là các anh chị có những khách hàng đang dùng sản phẩm thì các anh chị cũng có thể chia sẻ để có thể mời họ vào nghe. Ít nhất thì họ, các anh chị không thể nào giải thích được là nó tốt như thế nào, nó quan trọng như thế nào, thì ít nhất là cái kiến thức của mình có thể giúp được các anh chị trả lời dùm cho các anh chị. Ok. Và ở đây mình có cọng dây. Cọng dây này không biết các anh chị có thể nhìn ra được cọng dây gì không? Ai đoán được cái này là cọng gì? Có ai trả lời dùm thì trên được cọng dây này cọng dây gì không? Chúng ta cùng nhau tương tác ha. Có ai nhìn ra cái này là cọng dây gì? Không thấy ai trả lời hết. Ok, xin chào các anh chị đó. Dây dài, đúng vậy. Ok, đây là cái cọng dây cột dài. Dĩ nhiên mình chọn màu hồng lên like cho nó dễ, cùng trùng với cái áo mình, đúng không? Chọn lên like cho nó dễ. Ok, rồi, để mình bắt đầu vô chương trình đi ha. Dây dài chính xác, đó là cọng dây dài. Lý do tại sao có cọng dây dài? Có ai hiểu tại sao có cọng dây dài không? Đôi lúc chúng ta dùng sản phẩm mà chúng ta không hiểu, mắc mớ gì cái lu mì spa nó liên quan tới cọng dây dài. Ok. Rồi, thì như thường lệ ha, hôm nay thì là thì Trinh đang ở tại California để đi học và đi tham gia một cái khóa của convention của công ty, cho nên mình sẽ ở đây một tuần. Một lần nữa thì Trinh không phải là hôm nay không phải là một ngày nói về tư duy, cho mình sẽ nói về sản phẩm. Đặc biệt là cho những anh chị nào đang là nhà phân phối của Nu Skin, có thể mình chưa hiểu rõ về sản phẩm, hay là các anh chị đang có khách hàng, thì đây là cơ hội tốt để các anh chị có thể màu pink, màu hồng, đúng không? Nhưng mà dây dài để làm gì, đúng không? Thì các anh chị có thể cho họ xem để họ có thể hiểu được. Và đặc biệt là còn có 2-3 ngày nữa là chúng ta sẽ có cái máy này màu này. Trùng hợp chưa? Chúng ta có cái máy màu đen ở thị trường châu Âu. Mới dự bản thân thì Trinh thì có hai màu, mình có màu này là màu mình thích nhất, bởi vì màu của cái Nu Skin, nhà phía sau lưng cũng là cái màu của Nu Skin. Rồi nó có một cái máy là màu đen cho phái nào thích mạnh mẽ thì thích màu đen. Bản thân thì Trinh là rất là mê màu đen, cho mình có cái màu đen để mình để ở nhà, còn mình sách đi thì mình sách theo cái màu này. Và ngày mai ngày mốt thì sẽ có bán ra cái màu hồng nữa, mình đang suy nghĩ có nên mua thêm cái máy màu hồng nữa hay không. Bản thân thì Trinh thì không có thích màu hồng lắm, nhưng mà chắc cũng phải mua để vừa là gì đó, mua cho sum tụ, đúng không? Là collection, mua đủ màu hết để trong nhà cũng không chừng. Nhưng mà dĩ nhiên một số chị sẽ rất thích màu này nha. Cậu dây dài không có liên quan tới cái lumi spa màu hồng, nó chỉ trùng hợp thôi. Ok. Rồi. Chủ đề thì Trinh để là tại sao phải rửa mặt bằng cái Elok Lumi Spa. Cái này là cái máy gọi là Elok Lumi Spa. Ok, cho nên thì Trinh sẽ định nghĩa từng chữ, tại đôi lúc chúng ta cầm cái máy rửa mặt. Rửa mặt thì chắc chắn các chị biết rồi, rửa mặt thì đưa tay vô nước, rồi đưa cái tay lên mặt của mình, rồi đưa cái mặt mình vô nước, mình rửa mặt thì gọi là rửa mặt. Ok, thử rửa mặt thì Trinh nghĩ trên cuộc đời này chắc chắn là ai cũng sẽ rửa mặt. Một ngày có thể rửa mặt 2 lần, 3 lần, 4 lần cũng không chừng. Phụ nữ thì có thể rửa mặt 2 lần,
phái nam có thể rửa mặt nhiều lần hơn, con nít thì có thể rửa mặt nhiều hơn. Nói chung tùy, phụ nữ thì do buổi sáng có làm make up cho nên bình thường trong ngày sẽ không bao giờ dám rửa mặt, chỉ là rửa mặt buổi sáng với lại rửa mặt buổi tối thôi. Còn có nhiều người thì có thể rửa mặt liên tục, nhưng mà rõ ràng là âm thanh bị vang hả? Các anh chị thấy âm thanh có bị vang không ha? Cho mình thử lại chút xíu trước khi mình bắt đầu. Hello, âm thanh có bị vang không ạ? 1 2. Hello hello. Âm thanh bị vang hả? Hello hello. Thì Trinh không có thấy âm thanh bị vang ha. Cho nên không biết là vang là do các bạn như thế nào không biết, nhưng mà thì Trinh vẫn tiếp tục âm thanh ok, em là Dương nói là âm thanh không có bị vang, cho nên bạn nào âm thanh bị vang thì xem lại cái chỗ mình ngồi ở trong nhà không có bị vang. Alright, cho nên thì Dinh cũng biết là không có bị vang, cho nên bạn nào bị vang thì xem lại trong nhà của mình mấy người xem ảnh hưởng. Ok rồi, để tiếp tục không bị đứt quãng cái chương trình của thì Dinh. Cho nên mình nói là rửa mặt thì chắc chắn cái gì mình phải hiểu chữ cái rửa mặt thì chắc chắn mình phải rửa mặt. Có thể chúng ta nhịn ăn, có nhiều khi mình có thể nhịn ăn, có thể nhiều khi không tắm, nhưng mà rửa mặt thì Dinh nghĩ chắc trên đời này không ai mà không rửa mặt, đúng không? Có thể là ngày tắm một lần, hay là ngày tắm 2 lần, hoặc là nhiều khi mệt quá hay là tắm 1 lần. Có nghĩa là chúng ta sẽ có trường hợp đó. Hay là ví dụ thì Trinh đang ví dụ đi cắm trại đi, anh chị cũng biết là đi cắm trại thì cái môi trường nó không như ở nhà. Đi cắm trại là mình vô rừng thì trong 2 ngày đó có thể không tắm, đúng không? Nhưng mà Trinh biết chắc chắn là phải rửa, đồng ý không? Mình đã từng đi cắm trại, mình leo núi ở trong đó là không có nước để mà rửa, để mà tắm, nhưng mà chắc chắn có nước để rửa mặt và súc miệng. Cho nên rõ ràng là làm gì làm súc miệng cũng phải súc miệng ngày 2 lần, đúng không? Hoặc là tắm thì không thể tắm, có thể không tắm nhưng mà phải rửa mặt và súc miệng. Cho nên hôm nay mình không nói về vấn đề súc miệng, hôm nào mình sẽ nói về súc miệng cho vui nữa, nhưng mà rõ ràng là rửa mặt là mình phải rửa. Cho nên rửa mặt có quan trọng hay sao? Đối với trên rửa mặt rất là quan trọng, rửa mặt để làm cho mặt mình tỉnh táo, cho mặt mình sạch. Thì giờ tới cái giai đoạn mà tôi sẽ nói là tại sao phải rửa mặt cho nó sạch, cho nó sâu. Okay. Cho nên có những cái mình phải hiểu là xã hội càng ngày càng văn minh. Ăn bây giờ không phải là ăn cho no nữa. Ngày xưa có thể người ta đói khổ, cho nên chỉ cần có gì vô bụng cho nó no thôi. Cho nó no có nghĩa là gì? Đụng cái gì chúng ta cũng có thể ăn được, chỉ cần no cái bụng để đi ra đồng để làm việc. Cho nên đưa cơm ăn với muối tiêu cũng ok, hay là đưa cơm ăn không với nước tương cũng ok. Còn bây giờ cuộc sống càng ngày càng thay đổi, nó không còn ăn cho no nữa, mà ăn là phải cho ngon, ăn là phải cho đủ chất. Khi mà ăn xuống là coi bao nhiêu đạm, bao nhiêu chất béo, bao nhiêu chất đường, có mặn, có ngọt hay không. Tức là chúng ta sẽ bản thân thì Dinh bây giờ không phải là ăn cho no nữa, mà là ăn để coi có đủ chất hay không, chất gì tốt để ăn, bao nhiêu thành phần này, bao nhiêu phần này. Nhưng mà thử hỏi hồi lúc còn trẻ, lúc còn nhỏ, khi mà nhu cầu cuộc sống không có, khi mà chiến tranh xảy ra ở cái giai đoạn 75 thì làm gì có cái vụ đó, mà đâu có cái vụ mà ngồi đó mà coi cái món nào ăn đủ chất hay không. Chỉ cần có vô bụng no là được rồi, bo bo độn với lại khoai lang là cũng thấy sung sướng rồi, đúng không? Thì chúng ta đã qua cái thời đại đó rồi. Thời đại chúng ta đang ở là ăn không phải cho no nữa, mà ăn phải cho ngon, cho đủ chất. Mặc không phải để cho ấm, để có quần áo để mặc nữa, mà mặc phải cho đẹp, đúng không? Mặc cho sang. Ok, đó là sự thật là như vậy. Rồi bây giờ ta rửa mặt không phải là rửa mặt là qua lo cho rửa mặt nữa, mà rửa mặt phải là rửa sạch, rửa sâu, rửa mặt có tác dụng gì tốt cho cái mặt của mình, chứ không phải là rửa mặt không. Cho nên đôi lúc chúng ta ở vào giai đoạn đó thì giống như thì Trinh đã từng chia sẻ hôm qua hôm kia, cuộc sống bây giờ đã thay đổi, vũ trụ sẽ thay đổi, đúng không? Xã hội sẽ thay đổi, mình không thay đổi, mình không học, mình không qua nhập, mình không hòa nhập vào là mình đã lùi. Mình đứng một chỗ, mình không làm gì hết là mình đã chậm tiến, là mình đã lùi. Thậm chí mình học còn chưa chắc là mình theo kịp nữa. Đôi lúc chúng ta sống trong vùng an toàn, nó chính lại là cái nơi không an toàn. Cho nên cuộc sống mình không phải thay đổi. Cho nên trong cái việc rửa mặt thì mình phải nhìn nhận tới giai đoạn này. Trinh sẽ nói là rửa mặt chúng ta cũng phải xem cái tác dụng của nó. Tại chủ đề của hôm nay là tại sao phải rửa mặt bằng Louis Vuitton Spa. Cho nên rửa mặt mình sẽ hỏi câu là rửa mặt nó đem lại lợi ích gì cho cái mặt? Càng ngày càng rửa mặt cái mặt nó sẽ trùng xuống, hay là càng ngày càng rửa mặt để cái mặt này nó nâng cho nó đẹp trở lên, đúng không? Cho nên cái quan niệm mình là đưa cái mặt mình vô nước rồi mình rửa. Và đôi lúc anh chị nhớ là rửa mặt là phải rửa nước lạnh, không bao giờ rửa nước ấm nha. Cho nên ai mà rửa mặt bằng nước ấm là một cái quan niệm rất là sai lầm và sẽ bị hư da. Cho nên mở cái vòi nước để rửa mặt là phải là nước lạnh nha.
Các anh chị mình đã từng chia sẻ, các anh chị tắm nước ấm, bởi vì do chúng ta ở môi trường khí hậu này lạnh tận là bệnh chết. Nhưng mà cái phút 60 giây cuối cùng khi ra khỏi nước, khỏi cái bồn tắm là phải xối bằng nước lạnh. Chúng ta rửa mặt cũng vậy, còn rửa mặt mình có khả năng chịu đựng được, cho nên rửa mặt là thì Trinh luôn luôn dùng nước lạnh. Đó là một cái lời khuyên mình khuyên cho các chị, cho nên rửa mặt phải là rửa nước lạnh, nước lạnh. Và khi rửa mặt không phải là rửa xuống, ok, động tác là không bao giờ rửa xuống, mà chúng ta rửa mặt lúc nào cũng là trạng thái đưa lên, ok, rửa mặt. Bởi vì hàng ngày chúng ta làm 1-2-3 lần kiểu này thì mỗi ngày lực hút của trái đất cho mình bị da và mình bị sệ, cho nên dĩ nhiên là chúng ta đều sẽ bị già. Nhưng mà chúng ta phải làm những cái động tác hàng ngày nó nhỏ nhỏ nhặt, nhưng mà nó sẽ đưa tới vấn đề là da chúng ta sẽ bị già và bị sệ. Cho nên mình rửa mặt bằng tác động đặt ngược lên để cho cái da của mình nó không bị chảy sệ là một cái. Bây giờ rửa mặt là phải rửa mặt sạch sâu. Sạch sâu là thế nào? Ok, cho nên rửa mặt là quan trọng. Bây giờ mình đã nói cho mình khi mình hiểu được vấn đề đó. Ok, cho nên chủ đề của mình vẫn là tại sao rửa mặt bằng máy lấy lót Lumi Spa. Cho mình sẽ nói là rửa mặt ở ngoài thị trường chúng ta sẽ rửa mặt bằng tay. Ok, hoặc là rửa mặt bằng cái máy. Ok, thì cái máy nào đơn giản, nhanh, gọn lẹ là cái máy rửa mặt. Các anh chị thấy ngoài thị trường nó có rất nhiều cái máy rửa mặt, nhưng mà cái công việc của nó là chỉ rửa mặt thôi. Nhưng mà làm thiết kế như thế nào để cho nó không làm cho da mình bị hư, không làm cho da mình bị chạy sệ, mà rửa phải làm sao sạch sâu, sạch đi sâu vào bên trong để có thể làm lấy được những cái chất dơ ở trong đó, làm cho da mình nó lại nâng lên. Thì cái đó là quan trọng trong sự chọn rửa mặt. Rửa mặt làm sao mà cho nó bớt sạm đi, nó bớt nhăn đi. Cái đó là cái rửa mặt. Okay. Rồi mình sẽ nói về cái máy Elot Lumi Spa. Cho nên mình sẽ đặt cái tên của cái máy rửa mặt này là Elot Lumi Spa. Okay. Có nhiều cái máy rửa mặt ở trên thị trường, nhưng mà cái máy này là cái máy gọi là Elot Lumi Spa. Age là tuổi, lock là khóa, khóa lại tuổi tác để làm chậm lại tiến trình lão hóa, để kéo dài tuổi thanh xuân, để mang lại cái suối nguồn tươi trẻ cho con người, để giúp cho con người có thể khỏe mãi tới già. Hay là chúng ta rửa mặt cũng vậy, cho nên nói là ăn không phải là ăn cho no nữa, mà ăn phải cho ngon và đủ chất. Thì rửa mặt cũng phải rửa thông minh, rửa làm sao cho nó sạch sâu và rửa làm sao cho da mình nó đẹp, nó không bị nhăn. Ok, nó bớt đất sạm, nó bớt dập nám, nó bớt những cái xe khách lộ chủng lông, nó làm đẹp. Thì cho nên rửa mặt, chứ nó không còn tôi đi rửa mặt không phải đâu, mà tôi đi rửa mặt để mang lại cái gì cho cái mặt của mình, có lợi gì cho cái mặt của mình. Cho nên cái đó là cái quan trọng. Cho nên cái Age Lock Lumi Spa là chữ Age Lock là như vậy, tức là độc quyền có 102 trên toàn cầu. Thì Trinh dám khẳng định những cái trong tương lai 5-7 năm nữa mình ngồi không biết ngồi đây mình sẽ nói cái gì, nhưng mà biết chắc chắn ở thời điểm mà Trinh đang ngồi nói chuyện với các anh chị thì bây giờ là ngày 8 tháng 10 2018, thì trên thế giới này duy nhất chỉ có một cái máy độc quyền có thể có cái gọi là cái sự rửa mặt thông minh. Cho nên nói rửa mặt là phải rửa mặt thông minh, thì nó chính là cái máy rửa mặt thông minh nhất hiện tại hiện có trên thị trường. Mình dám khẳng định điều đó với 16 năm kinh nghiệm của mình là người khoa học. Cho nên thì Trinh đang nói không phải là để quảng cáo, mà mình chia sẻ là bởi vì ở kinh nặng là mình người review, mình muốn chia sẻ là những cái gì mình đang cảm nhận được. Cho nên cái nếu mà các bạn nào là phụ nữ mà rửa mặt nhiều thì các chị sẽ hiểu có nhiều máy loại rửa mặt. Bây giờ mình nói luôn cái nữa, rửa mặt vậy ai sẽ rửa mặt này, nam hay nữ, hay là chỉ có nữ rửa mặt thôi, bộ nam không có cái mặt sao? Thêm một cái quan niệm sai lầm của mọi người, chúng ta nghĩ là ô cái máy rửa mặt này cho phụ nữ. Vậy thì xin hỏi các anh chị là phụ nam mà đang xem cái like của Lê Trinh nè, bộ các anh chị không có mặt sao? Bộ các anh không có mặt không? Các anh chị không có, các anh không có cái mặt sao? Cái mặt là cái mặt. Cái mặt này là cái mặt của mình, là mình phải rửa chứ không phải là cho phụ nữ, mà luôn cho cả nam. Cái ví dụ chúng ta quan niệm nữa, chăm sóc da thì chăm sóc da là cho phụ nữ, bộ đàn ông không có da sao mà không chăm sóc? Cho nên da thì người nào cũng có, người nào có da thì người đó cần phải chăm sóc. Ok, hay là người nào có cái mặt thì người đó cần phải rửa. Cho nên rửa mặt là cho mọi lứa tuổi, mọi người. Ok, dĩ nhiên thích màu đen, phái nam thích màu đen mạnh mẽ thì mua cái máy màu đen, phái nữ thích màu hồng thì sắp sửa có cái màu hồng. Còn bản thân thì Trinh thích cái màu này thì tùy mình, nhưng mà đó là cái mình chọn cho mình một cái màu nào đó mình xài. Lumi tức là luminous, ok, chứ mình phải hiểu chữ đó là luminous, tỏa sáng. Ok, là luminous là tỏa sáng, nó mang lại cái quyền lợi làm cho cái mặt mình nó được glow, tỏa sáng.
Còn spa, các chị dùng từ biết kiểu cái spa là tức là một cái thiết kế mà có thể mình đi nghe nó chữ spa là một cái từ từ nó dùng nó gọi là cao cấp, mình đi spa, mình đi không biết từ dịch tiếng Việt như thế nào, nhưng mà mình đi lại một cái chỗ spa cao cấp để họ làm cái những cái gì trên da mặt của mình mà là cái khả năng chuyên môn của người ta có, trong khi ở nhà mình không thể nào làm được thì người ta gọi là spa. Thì cái máy Elog Lumi spa thì nó không cần, đó là cho người người nhà nhà, cho những người tiêu dùng bình thường như mình, như thì Trinh hay là như các anh chị ở nhà con cái, không cần phải đi ra tới cái spa tốn tiền để nhờ người ta rửa mặt, hay là thậm chí thời độ bây giờ cũng không cần phải đi ra ngoài kia để làm mặt cho nó đẹp nữa, chưa chắc người ta làm đẹp bằng mình tự làm ở nhà, đúng không? Không cần phải phẫu thuật dao kéo gì nữa để làm cho cái mặt mình nó thân gọn lại, tự mình làm. Bản thân người Trinh ngày xưa có nọng nhưng mà giờ không có nọng nữa, là chỉ đơn giản bằng những cái mình tự làm ở nhà, 5-7 phút là da mình thẳng. Các anh chị nhớ là mình 46 tuổi nhưng mà nếu cười là không có nếp nhăn, không có bất cứ chỗ nhăn nào, dám tự hào điều đó luôn. Ok, dĩ nhiên trong live thì mình không có ăn ảnh lắm, trong live thấy mình già đi thêm 50 tuổi, 10 tuổi nữa, đúng không? Nhìn mình chắc khoảng 50 mấy tuổi trên Facebook live, nhưng mà thật sự ngoài đời thì nhìn mình trẻ hơn nhiều, đó là sự thật. Ok, mình tự biết điều đó luôn, không cần chờ các anh chị nói ha. Nhưng mà rõ ràng để cho các anh chị hiểu là Elog Lumi Spa là như vậy. Và bây giờ mình sẽ nói về cái công nghệ, tại sao nó độc quyền công nghệ Elog. Thì trên nói rất nhiều bài nhưng mà đôi lúc mình nói lại cho các anh chị. Age là tuổi, lock là khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân để mang lại suối nguồn tươi trẻ cho con người, giúp cho người khỏe trẻ. Đúng rồi, có nghĩa là chúng ta vẫn tới già nhưng mà chết già trong một cách khỏe mạnh. Ok, trẻ mãi tới già. Ok, rồi cái nhìn thấy cọng dây này đúng không? Cọng dây này có ở trên đây là cọng dây dài, nhớ ha. Ở trên đây là hai cái đầu gì, các anh chị nhớ nhìn cho mình biết rồi. Nhận ra hai cọng này không? Đây là cọng một cọng dây dài thì Trinh dùng cái màu hồng là để cho dễ thấy thôi. Ok, hai cái đầu này là đầu gì? Để chúng ta xỏ qua xỏ lại trong cái dây dài của mình. Ok. Nếu như hai cái đầu này tưa thì các anh chị còn xỏ qua xỏ lại ở trong dây dài của mình được nữa không? Ai trả lời giùm cho Trinh. Anh chị nào đang theo dõi mình muốn nghe các anh chị tương tác nè. Đúng không? Đây là một cọng dây dài. Lý do tại sao có hai cái đầu này để làm chi? Để xỏ dài cho nó dễ xỏ qua xỏ lại, đúng không? Và nếu như hai cái đầu này mòn thì mình còn xài được cọng dây này nữa không, hay là chúng ta sẽ vứt bỏ? Nói thì chị nghe, khi mà hai cái đầu này mòn thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ xỏ qua được nữa, đúng không? Khó xỏ lắm chị ơi, chính xác khó xỏ lắm mà không xỏ được nữa, đúng không? Và lúc đó mình sẽ vứt bỏ cọng dây này, mình sẽ thay cái dây dài khác, hoặc là mình bỏ luôn đôi dài, mình sẽ mua đôi dài khác. Không phải hơi bị khó đâu mà là rất khó luôn. Cho nên chúng ta sẽ mua cọng dây dài khác. Chúng ta sẽ mua một cọng dây dài khác thế, hoặc là đôi dài nó mòn quá, giục luôn đôi dài nữa. Đó là sự thật. Thì Trinh muốn cho các anh chị, đây nó giống như một cái chuỗi ADN hay là DNA. Ở trong người mình có tất cả là 23 cặp hay là 46 cái gọi là nhiễm sắc thể, hay tiếng Anh nó gọi là tiếng Việt gọi là viết tắt của chữ DNA, deoxyribonucleic acid, ok, DNA. Ok, thì đó là chúng ta gọi là ADN. Thì chúng ta sẽ có là 23 cặp 46 cái phân nửa của cha, phân mỡ của mẹ. Cho nên ta có mọi người chúng ta, thì Trinh ngồi đây và các anh chị đang xem đều giống nhau hết, chúng ta đều có giống nhau. Ok, giữa các anh chị, giữa thì Trinh và các anh chị khác nhau ở 0.00001%. Mình và trái chuối khác nhau ở 50%. Nhớ nha, trái chuối với mình, DNA của trái chuối và DNA của mình khác nhau 50% cho nên thành trái chuối. Ok, nếu nó giống mình thì nó sẽ giống. Cho nên các anh chị đang ngồi chung với thì Trinh là mình có DNA giống nhau, chỉ khác nhau ở 0.00000001% thôi. Ok, còn nếu mà các anh chị và thì Trinh khác nhau phân nửa thì có thể là thì Trinh là trái chuối và các anh chị là người, hoặc là các anh chị là người, mình là trái chuối. Ok, giữa mình và trái chuối khác nhau 50%, nhớ ha. Cho nên ra thành trái chuối. Cho nên DNA là chúng ta đều có ở trong cơ thể của mình, và mỗi cái DNA với 23 cặp, cặp thứ 23 là phân biệt giữa nam và nữ, XX và XY. Ví dụ như một cái người bị Down syndrome, con mình sinh ra nó bị Down hay là bệnh tự kỷ, ok, autism, đúng không? Thì là hư ở số 19 hay là hư ở số 21, cho nên đưa tới vấn đề là bị Down hay là bệnh tự kỷ.
Okay, là một trong những hoặc là ung thư vú thì nó sẽ hư ở bốn cái gene khác nhau thì đưa ra vấn đề. Thì lão hóa cũng vậy và con người cũng vậy, chúng ta sẽ có mỗi cái là dài 2 mét, cứ nhớ ha. Ở trong người chúng ta sẽ có 2-3 cặp như vậy và mỗi cái như dài 2 mét. Thì trên cao 1m68, vậy thì 2 mét này nằm ở đâu? Okay. Nó sẽ cuộn tròn lại giống như nè. Okay. Nó sẽ cuộn tròn lại giống như vậy là nằm ở trong cái tế bào nhân của mình đó. Okay. Và để mà tiết ra những tín hiệu, trong đó có elastin, hay là gọi là elastin, lực đàn hồi của da, hay là collagen, cơ cấu trúc của da. Càng già thì da mình sẽ bị nhão, da mình bắt đầu nhăn khi ta lớn tuổi, thì đó là lực đàn hồi không còn nữa, cho nên đưa tới độ nhăn. Ok, da thì bắt đầu chảy xệ. Ok, cái cấu trúc da không còn nữa sẽ đưa tới chữ chảy xệ. Còn khi mà còn trẻ thì khả năng cấu trúc nó kéo lên được, giống như cái nệm nó không bị đùn thì nó sẽ căng lên. Ok, thì tất cả những tín hiệu nó nằm ở trong đây nha. Và nó sẽ được đọc, khi mà đọc tín hiệu này, dĩ nhiên nói hơi khoa học thì nó sẽ căng ra và cái đầu dài này nè nó sẽ được mở ra để hai cọng dây này nó sẽ tét ra và nó đọc những tín hiệu đó để mà sản xuất elastin hay là collagen, rồi sau đó nhập lại, tách ra, nhập lại, tách ra, nhập lại. Thời gian lớn tuổi thì cái đầu này, bởi vì tháo ra tháo vô riết nó sẽ bị mòn, nhớ nha, người nào mòn nhiều thì cái này nó bị tưa. Các chị nhớ tưởng tượng nha, nếu như không có cái đầu này thì chuyện gì sẽ xảy ra với cọng dây dài? Ai có thể trả lời giùm cho thầy Trinh? Nếu như hai cái đầu, tại sao có hai quấn cái đầu này chi? Để dễ cột dài, thứ nhất để không bị tưa. Nếu như lỡ hai cái đầu này không còn nữa, cột dài không được, và chuyện gì sẽ xảy ra với hai cọng này? Ai có thể đoán giùm thầy Trinh nếu như không có hai cái đầu này? Không có hai cái đầu này thì cái này nó sẽ bắt đầu từng sớ nó bị tưa và tét và sẽ không còn là cọng dây dài nữa, nhớ nha. Cho nên ở trong con người chúng ta cũng vậy, trong con người các anh chị hay là thị trinh 46 tuổi, và nếu có một người cũng 46 tuổi ngồi kế bên mình, và nếu cái người 46 tuổi họ già hơn thị trinh, họ bệnh hơn mình nhiều, họ bị nhiều thứ khác nhau, thì có nghĩa là cái gì? Nó sẽ nói vì về cái này. Có nghĩa là cái cọng dây này của họ bị mòn nhiều hơn thầy Trinh, tưa hết rồi. Có nghĩa là cái người, ví dụ thầy Trinh đang 46 tuổi, mình rất hãnh diện về cái tuổi mình, bởi mình rất trẻ. Okay. Và một cái người 46 tuổi cùng ngồi kế bên mình và da họ nhăn hơn, họ già hơn, thì có nghĩa là cái cọng dây này của họ bị mòn lẹ hơn mình, và hai cái đầu này của họ đã tưa nhiều hơn mình. Thì Trinh cũng có tưa chứ không phải không có. Cái đứa mà 16 tuổi ngồi kế bên mình chắc chắn nó sẽ bị mòn ít hơn, bởi vì nó sử dụng cái cọng dây dài dài của nó có 16 năm thôi, còn mình sử dụng 46 năm. Nhưng mà cái bạn ngồi kế bên cũng 46 tuổi giống mình, nhưng mà tại sao già hơn mình? Là bởi vì cái cọng dây này bị sử dụng quá nhiều và không bảo vệ cho nó bị tưa. Cái đầu này nó mòn dần, cho nên khi nó mòn dần thì bắt đầu những cái cọng dây này sẽ té rồi banh ta lông nhà lòng. Cho nên khi mình hiểu được như vậy rồi, mình mới thấy được cái máy này nó vi diệu, dùng một chữ là quá vi diệu. Cho nên khi cái gì hiểu ha, rồi bắt đầu mình sẽ nói tiếp. Tại khi mình phải hiểu, cho nên nói cái máy rửa mặt thì các chị sẽ ui, máy rửa mặt ở ngoài chợ bán thiếu cha gì trong qua mặt có kìa, đúng không? Ta sẽ nghĩ như vậy đó, mình sẽ nghĩ như vậy. Cho nên phải có sự khác biệt, đúng không? Hay là nói ở khách sạn thiếu cha gì đâu cần phải ở lầu. Trinh đang ở cái chỗ này là cái tầng cao nhất, nhìn thấy hết cả San Diego, ở ngoài kia cũng có cái chỗ ngủ gì, tại sao chọn chỗ này, đúng không? Thì y chang thôi, máy rửa mặt cũng thiếu cha gì ngoài kia, tại sao chọn cái này? Cho nó phải có sự đặc biệt, nó phải có sự khác biệt gì đó, muốn nhìn thấy toàn cảnh hay 360 độ, nhìn thấy cả cái San Diego này thì ở lầu cao nhất thì sẽ thấy, đúng không? Thì cái giá trả tiền nó sẽ khác. Cho nên mọi thứ nó đều có cái giá trị mang lại cho mình khi mình hiểu về vấn đề đó. Thì mình nói về nghĩ thì Trinh đang nói về cái máy rửa mặt, đôi lúc phân tích máy rửa mặt các chị không hiểu, nhưng mà mình vừa ví dụ rõ ràng bằng cái công nghệ A-Slot của cái máy. Cho nên cái máy này là cái máy độc quyền có 102 trên toàn cầu, có công nghệ A-Slot để giúp cho hai cái đầu này chậm tưa lại. Ok, thì các anh chị sẽ được khỏe hơn, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái máy này có độc quyền hay không? Có bao nhiêu cái bản quyền, có bao nhiêu bằng sáng chế? Có hết. Và dĩ nhiên có cái gel nó đi chung,
có tác động khi mà chúng ta sử dụng, nó sẽ kích thích vào trong đây. Mình không giải thích chi tiết cho các anh chị hiểu, mình chỉ biết là các anh chị chỉ hiểu là mua về nó sẽ mang lại kết quả cho mình điều đó. Một cái máy, ok, hai tác động, bảy lợi ích. Hai tác động là sao? Số 2 có nghĩa là hạnh phúc, chúng ta có thể hiểu đó. Hoặc là hai tác động có nghĩa là nó không phải là cái máy rửa mặt mà còn là chăm sóc chuyên nghiệp, chuyên sâu. Ok, làm rửa và làm sạch sâu. Trong quá trình làm sạch sâu á, xe nhỏ gõ lộn chân lông, làm cho da mình căng mịn, sáng ẩn lên, tạo tái tạo lại làn da, nâng cái cơ mặt của mình lên, làm chúng ta có mang lại sức sống, cho nên gọi là luminous, là như vậy. Ok, tăng được cái thể tích, cái sức sống, cái chiều gọi là cái cơ, cái da lên, thu nhỏ là tất cả những lỗ chân lông lại. Thậm chí một số anh chị bị nám từ bên trong, chính xác, nhưng mà nhờ cái máy này nó cũng sẽ làm giảm dần những cái độ nám ở trên da của mình, bởi vì cứ rửa sạch sâu. Hay là anh chị bị mụn nó cũng sẽ giúp cho mình, hay mụn đầu đen nó cũng sẽ giúp mình, đó là như vậy. Cho nên sạch da, dĩ nhiên tới lúc đó thì mình nói về cái gel sử dụng chung, thì chúng ta sẽ có cái gel cho người da thường, da hỗn hợp, da nhạy cảm, da dầu, da mụn đó. Chúng ta sẽ có những cái loại da thích hợp cho mình để mình sử dụng. Ok, và sẵn đây thì Trinh khuyên các anh chị luôn, mình không biết loại da của mình là, đôi lúc anh chị không biết loại da các anh chị là loại gì, thì Trinh là mình mua cái loại da hỗn hợp để mình dùng hay là da thường, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng mua cái loại da dầu để mình sử dụng, bởi chúng ta vẫn có những cái dầu chỗ này. Cho nên mỗi một cái loại gel, ok, đều có những cái công dụng khác nhau, và các anh chị là người bình thường đều dùng được hết. Thì Trinh không có mụn, không cần phải mua cái loại gel mụn sử dụng, nhưng mà mình mua cho da nhạy cảm thỉnh thoảng mình cũng sẽ dùng được, mình mua cho da dầu để mình thay đổi nha cũng được, để giúp cho cái da của mình nó có thêm sức sống là ok hết. Cho nên khi mình hiểu đó là, thì Trinh muốn nói sơ cho các anh chị hiểu. Cho nên công nghệ độc quyền, nhớ nha, độc quyền là chỗ đó, là ở trong người chúng ta sẽ có những cái cộng này, các anh chị nhớ nha, và những cộng này nó sẽ mòn ở hai cái đầu này. Và khi mòn cái đầu này thì có nghĩa là chúng ta da chảy xệ, lực đàn hồi không có. Cho nên nếu cái máy này nó làm cái gì, công nghệ A-slot đi vào cọng dây này, có nghĩa là nó bảo vệ cọng dây này chậm mòn hơn. Có nghĩa là các chị thấy hai đầu nhựa này không, nếu mà tháo ra, ok, thì khả năng của nó sẽ bị tưa, bị tét. Nhưng mà nhờ có cái này bảo vệ, tức là cái công nghệ A-slot ở trong cơ thể con người chúng ta, giúp bằng cách là bảo vệ cọng dây dài này được sạch, được giữ lâu hơn, hai cái đầu này nó không bị tưa, nó ít mòn hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng nó được lâu hơn, xài trên đôi dài của mình nó được lâu hơn. Và ví dụ cái đó qua tới cái mặt của mình sao, thì y chang thôi, chúng ta đều sẽ bị già, đều sẽ bị lão hóa, cơ thể mình sẽ bị yếu dần. 23 cái nhiễm sắc thể, hay là gọi là 46, 23 cặp hay 46 cái trong cơ thể của mình cần những cái tín hiệu này, muốn đọc được là nó phải kéo chăn ra, hai cái này sẽ tháo ra và đọc lại. Thì trong cái hành trình bao nhiêu năm của cuộc đời của mình, nó làm liên tục, và liên tục như vậy xác suất của nó sẽ bị so le, bị hư, bị mòn, do ăn uống không đầy đủ, thức khuya, uống rượu vân vân, thì những cái đầu này sẽ mòn dần, mòn dần, mòn dần. Và tới lúc mà nó không còn có thể kết nối được nữa thì nó sẽ tước cái này ra, là coi như xong đời của mình rồi đó. Ok, thì công nghệ A-Slot bằng cách nào? Tác động cách là bảo vệ cọng dây này, bảo vệ cho cái này chậm mòn, chậm tưa, chậm tước, chậm hết tất cả mọi thứ. Thì cái này nó sẽ không có bị te, tè le hoặc dưa ra, thì mình giữ được lâu hơn, cho mình được trẻ mãi tới già. Có nghĩa là mình cũng vẫn già, thì Trinh vẫn cũng vẫn già. Ok, mình 46 tuổi, đáng lẽ là ví dụ như là chúng ta 46 tuổi có thể có được có khoảng 200-300 cọng tóc bạc, nhưng mà chừng khoảng 20-30 thôi, đúng không? Nó là một trong ví dụ. Có thể là nhiều nếp nhăn ở tuổi 46, nhưng mà giờ cũng có, nhưng mà ít thôi, đơn giản vậy thôi. Và nó sẽ tiếp tục giống như vậy. Vấn đề là các anh chị có muốn được như vậy hay không? Đôi lúc mình cứ nghĩ là trời sinh sao để vậy. Đôi lúc chúng ta chỉ nói chơi cho vui thôi, là bởi vì các anh chị không biết là ở ngoài kia có những cái cách để giúp mình làm được, thì tại sao mình không bảo vệ mình, đúng không? Tức là có những cái chỗ trong cơ thể mình có thể giúp mình được trẻ hóa, làn hóa cơ thể mình. Ví dụ như cái bụng mình càng lớn tuổi thì sẽ đưa tới vấn đề là mỡ bụng. Nhưng mà nếu mình biết cái cách sau 6 giờ mình không ăn thì mình cũng sẽ giảm được cái phần không bị mỡ bụng. Tức là những cái cách đó sẽ giúp mình. Còn vấn đề là tại mình không biết thôi.
Nhưng mà như mình khi mình biết rồi thì tại sao ta không sử dụng nha. Cho nên cái đó là cái gì muốn nói đơn giản cho chị hiểu về cái câu cái máy Lumen Spa là như vậy. Tại vì đôi lúc ta không hiểu khi chúng ta đặc biệt là một số các anh chị là người tiêu dùng, mình được bạn bè giới thiệu cái máy này mà mình không hiểu là nó quan trọng ở chỗ nào, đúng không? Cho nên thật sự nó rất quan trọng và nó rất tốt. Nó tốt không phải chỉ là để rửa mặt, nhưng bởi vì nó là cái công nghệ A-Slot, là cái công nghệ độc quyền ha, để giúp cho những cái này nó không bị ảnh hưởng. Cho anh chị nhớ nha, trong người cọng dây dài là mình bảo vệ cọng dây dài này lâu dài thì mình sẽ sử dụng được cọng dây này lâu và cọng dây này chậm mòn. Thì trong người chúng ta sẽ có những cọng này, các anh chị phải nhớ nha. Cọng này càng lớn tuổi sẽ bị mòn dần, sẽ bị tưa, nhớ nha. Nhưng mà tại sao có người chậm hơn người khác là họ biết bảo vệ cọng dây này thì cọng dây này giữ được lâu hơn. Thì con người chúng ta cũng vậy, chúng ta bảo vệ nó thì ta giữ được lâu hơn. Thì bảo vệ nó bằng cách gì? Dùng những sản phẩm có công nghệ A-Slot. Và dĩ nhiên công nghệ A-Slot không thể nào bảo vệ cho các anh chị 100% cọng dây này được đâu, không có. Tại nếu có thì cái Lumen Spa này nó không phải là như tiền ta, không biết giá, mình quên cái giá cái máy này luôn, nó không phải là 175 đồng. Ha, hoặc là cái bộ tùy theo mỗi bộ, hoặc là cái bộ sắp sửa ra là 299, là ba cái lợi treo nha các anh chị nghe. 175 là chỉ có cái máy với một cái đầu với một cái treo, và có những cái là bán một cái bộ có là một máy cộng với ba cái đầu với lại ba cái treo thì là 299 hay gì đó mình không nhớ rõ. Nhưng mà cái là chị nói là nếu như có công nghệ A-Slot mà nó tốt cái kiểu đó thì mình đợi là 175 đồng hay là 199 hay 299 gì đó thì không nhớ, thì thật sự là sao, rẻ như bèo. Thì Vinh sẽ dùng chữ gọi là rẻ như bèo khi mà mình hiểu được cái giá trị. Cho đôi lúc khi các anh chị mua, các anh chị không hiểu giá trị thì mình thể thấy là nó mắc, nhưng mà khi mình hiểu cái giá trị nó rồi là nó sẽ không bao giờ mắc. Ví dụ như thì Vinh là người không có mê hột xoàn, cho giờ các anh chị có đưa một hột xoàn 2 carat 4 carat nói là nước y VVS 1 mình cũng chẳng hiểu, chứ mình chẳng thấy nó 20-30 thì mình sẽ nói nó mắc, đúng không? Như là nếu các anh chị là những người biết thưởng thức hột xoàn, biết là nước y, nước e, nước f gì đó, VVS 1, S2, S3 gì đó nó tốt, thì 30-40 ngàn đô các chị vẫn nói nó thấy rẻ, là tại mình hiểu được cái giá trị của nó. Còn khi mình không hiểu được giá trị nó thì mình sẽ nói trời ơi, cái máy rửa mặt của ngoài qua mặt có bán có 20 đồng mà tại sao này tới 299 đồng, y chang thôi, tại mình không hiểu giá trị. Cho nên khi mà thầy Trinh hiểu được cái giá trị của cái máy rửa mặt thì mình sẽ trời ơi, 299 hả, rẻ như bèo, đúng không? Tại khi mình hiểu được giá trị mình nói cái máy này có thể 300-400 đồng tôi vẫn mua à, thì đó là cái mà thầy Trinh muốn cho các anh chị hiểu về cái giá trị của nó. Khi tại đặc biệt là mặc thì là một số các anh chị mua cái máy vì để bạn bè, ok, hay là vì chạy phân phong trào thấy ai cũng ùn có cái máy bắt chước con cái cho vui mà không hiểu nó. Đôi lúc là cái bủ bối nằm ở trong nhà mà không hiểu. Một số các anh chị có những cái máy rất tốt của Nosin mà mua mấy năm nay không sử dụng, thảy trong nhà và không biết nó quý giá cỡ nào. Thì hôm nay là cái buổi mình chia sẻ, hy vọng là nó sẽ giúp cho một số các anh chị là có những cái sản phẩm của quý để trong nhà do bạn bè tặng, hay là nể bạn rồi mua, hay là mua theo phong trào rồi để ở nhà không sử dụng thì là mơn môi là sử dụng đi, bởi vì nó là của quý, ok, nó là của quý đấy nha, rất là quan trọng để mình biết. Cho nên cái này chị đang nói với anh chị là về cái khoa học sau lưng của cái máy là như vậy. Là cái công nghệ A-Slot là đơn giản, tại mình sẽ hỏi các anh chị sẽ không hiểu là cái công nghệ A-Slot là nó làm cái gì, ok, nó không có chỉnh, nhớ nha. Có nhiều người là hiểu sai lầm, nghĩ là công nghệ A-Slot là chỉnh sửa cái gen của mình. Xin lỗi, không ai chỉnh sửa được cái chin của các anh chị đâu. Còn dây dài không ai chỉnh sửa. Có nhiều bạn không biết cứ ra nói là công nghệ A-Slot hả, vô công kia hả, nó chỉnh sửa chin, nó thay thế cái chin của mình, làm cho chin mình đột biến chin gì. Mọi người không hiểu mà cứ nói trên đời không ai chỉnh sửa cái chin mình được hết đó, không có ai làm được, không có khoa học nào mà chỉnh sửa cái chin mình được hết, ok. Có những việc chẳng hạn như là gọi là gì, tự nhiên thì chúng gọi là GMO. GMO có nghĩa là ví dụ như bắp trồng hay là những thứ ăn trồng gọi là cái biến đổi gen rồi thì có, chứ làm gì có con người mà biến đổi gen bằng cách đó, bằng cái sản phẩm sử dụng. Thì ai mà hiểu kiểu đó là hiểu hoàn toàn sai, hay là cái cách của cái người truyền đạt đó cho các anh chị bị sai. Cho nên khi nghe vậy đó, ôi tôi dùng cái này mốt tôi bị biến đổi gen, tôi bị điên hay bị khủng hay là tôi bị thối quá gì đó, là cái đó là hiểu sai về nó, ok. Cho nên cái gì muốn chia sẻ là công nghệ độc quyền là ở chỗ là với công nghệ đó, cái khả năng của công nghệ A-Slot là có thể giúp bảo vệ, nói với da với dởm cho các anh chị hiểu là bảo vệ cọng dây dài của mình
để cho nó được sạch, ok, giữ được lâu, nó không có bị tưa, ok, không bị tưa thì mình không có dục thùng rác. Còn nếu nó bị tưa rồi thì dục thùng rác là giống như mình vậy đó, khi mình già rồi mà mình xài không được nữa thì quăng mình vô thùng rác, lúc mình trở thành phế thải. Còn nếu mình muốn được lâu, ok, thì mình sẽ là người khỏe, mình có được giá trị trong cuộc sống, chất lượng cuộc sống. Có thể là các anh chị nghĩ 70 tuổi, 80 tuổi mình vẫn có thể là leo núi, ngắm cảnh, nhìn cảnh vẫn đẹp, vẫn còn yêu đời. Còn nếu như chúng ta 80 tuổi mà nằm ở trong nursing home, ở trong đây chụp cái ống thở, đúng rồi, thì chắc chắn đời nó không có vui nữa. Thì có nghĩa là cái này nó bị thè lè rồi đó, đúng không? Nó bị tưa hết rồi, không còn sử dụng được nữa. Thì nó y như vậy thôi. Cho nên vấn đề thì Trinh muốn hỏi các anh chị là cuộc sống chắc chắn là một đời, thà mình không sanh ra, nhưng mà nếu đã ở trên cõi đời này thì tại sao không chọn một cái cuộc sống có chất lượng, có một cuộc sống tốt hơn. Và nếu cuộc sống tốt hơn bằng cách là bảo vệ sức khỏe và có được những cái rửa mặt, bây giờ mình nói về cái máy rửa mặt, nếu như đã nói là rửa mặt thì tại sao không có một cái máy rửa mặt để phục vụ cho mình. Vậy chúng ta cuộc sống chúng ta kiếm tiền để làm gì? Chúng ta làm nô lệ cho đồng tiền hay là để đồng tiền phục vụ lại cho mình? Đôi lúc đó là một trong những cái mà mình quên đi trong cuộc sống. Cơm áo gạo tiền, những lý do gì đó chúng ta làm ra đồng tiền, nhưng mà chúng ta lại làm nô lệ cho nó. Chúng ta cất đồng tiền đã tối về đếm, bỏ vô cái két sắt rồi mỉm cười. Có nhiều vấn đề đó. Hay là đem ra bỏ vô trong nhà băng rồi tối nhìn cái checkbook coi cái mình có bao nhiêu tiền rồi mỉm cười. Rõ ràng là chúng ta làm nô lệ cho đồng tiền. Tại sao không lấy đồng tiền đó phục vụ lại cho mình, phục lậu lại cho mình bằng cách là đi du lịch, hay là ăn uống những đồ tốt, những cái gì mang lại chất lượng cho cơ thể. Và trong đó có cái việc là mặc những bộ đồ đẹp, một ví dụ. Hay là dùng những, chúng ta đều phải rửa mặt, hay là dùng dinh dưỡng, hay là dùng kem để dưỡng da, ok. Cho nên đôi lúc cái quan niệm sai lầm nữa, gọi là dùng kem dưỡng da là gọi là điệu, đúng không? Không có nhu cầu, đó là sai. Dùng kem dưỡng da có nghĩa là để bảo vệ da, rửa mặt sạch sâu là để bảo vệ da, giúp cho mình được trẻ hóa. Cho nên đôi lúc cái quan niệm chúng ta bị sai. Cho nên đó là những cái chuyện đời chia sẻ, không biết là Trinh nói có bị hút giờ hay không, nhưng mà đó là những cái chia sẻ của mình để mình hiểu, cho anh chị hiểu được cái giá trị của cái máy mình đang sử dụng. Trong đó có nhiều thứ, nhưng mà Trinh đang nói về cái máy, về công nghệ Aislock để mình hiểu. Nhớ nha, thì Trinh lặp lại một lần nữa là công nghệ Aislock chỉ có thể giúp các anh chị được 92% thôi. Không, trên đời này không có cái gì bảo vệ cho mình được 100% cả. Đó là sự thật. Ăn uống kỹ lưỡng vẫn có khả năng bị ung thư. Đó là chuyện bình thường thôi, đúng không? Có nhiều người nói là trời ơi, thế tập thể dục, ăn uống đầy đủ mà rốt cuộc cũng bệnh. Bây giờ thì Trinh sẽ nói một câu là nếu như không tập thể dục, không ăn uống đầy đủ, không biết tao bệnh bao nhiêu lần hay là chết rồi nào cũng hay nữa. Chính nhờ ăn uống đầy đủ, kỹ lưỡng cho nên mới bệnh ít như vậy đó. Cho nên đôi lúc cái quan niệm mình nhìn nó là mình nhìn cái chai nước này là nửa ly đầy, hay là may quá vẫn còn ai chừa cho mình nửa ly. Đó là cái quan niệm thôi. Cho nên đôi lúc bảo vệ sức khỏe làm chi vậy, rồi cũng chết. Đôi lúc là cái quan niệm sai lầm, là quan niệm đó là một trong những cái quan niệm có thể nói cho nó là dùng chữ gì dùng chữ là thật sự là quá sai lầm, ok. Hay là bảo vệ sức khỏe ăn chi vậy rồi cũng chết, đó là quan niệm sai lầm luôn. Mình phải nhìn lại, nếu như không bảo vệ sức khỏe thì có thể là bệnh còn dữ nữa, bị nặng hơn nữa. Cho nên công nghệ Aislock, khả năng của công nghệ Aislock là giúp chúng ta được 92%. Các anh chị cũng đừng đòi hỏi quá, là đòi hỏi cái này nó có thể cải lão hoàn đồng cho các anh chị, nó không bao giờ có. Tại nếu thực sự nó cải lão hoàn đồng thì nó không phải là 199 đồng hay là 299 đồng, mà nó sẽ là vô giá. Cho nên đôi lúc là chúng ta, con người ta lại thêm một lần mâu thuẫn nữa, là coi cái đồng tiền của mình như cái bánh xe bò, đúng không? Đòi hỏi quá nhiều cho cái đồng tiền nó mang lại giá trị thì nó thực sự nó không đúng luôn. Thì đó là những cái gì thì muốn chia sẻ. Đặc biệt là một vài ngày tới thì có, chẳng hạn là ví dụ như cho thị trường châu Âu là có cái máy màu đen, hay là thị trường châu Mỹ một vài ngày nữa là sẽ có cái máy màu hồng.
cho nên một số người sẽ thích màu đen hay màu hồng thì có cơ hội để hiểu được cái máy đó tại sao có màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Đó là cái màu thứ nhất, là giống như xe thôi, chiếc xe màu đen, màu trắng, màu vàng, tùy theo các anh chị thích chiếc xe màu gì. Bản thân thì Trinh thì đang có cái máy màu này, rồi có cái màu đen, mình đang suy nghĩ rồi ngày mai mai mốt mình sẽ thấy cái máy màu hồng trước mặt mình và mình sẽ coi có thích hay không. Nếu thích thì mình mua thêm một cái để sưu tầm cũng không chừng. Nhưng mà rõ ràng cho một số phụ nữ chắc chắn có thể là sẽ thích cái màu hồng thì sẽ có cơ hội là các chị sẽ được tậu một cái máy màu hồng. Nhưng mà để hiểu được cái giá trị, nó không phải là chạy, thì không muốn các chị là mua cái máy chạy theo phong trào, mình thấy người ta có mình bắt chước nhưng mà rồi xong rồi để nhà không sử dụng. Nhưng mà cái thì Trinh muốn chia sẻ là về cái kiến thức của mình, về kiến thức khoa học để hiểu được cái giá trị của cái máy, tại sao phải mua cái máy này mà không phải là cái máy ở chợ hay Walmart hay là Macy hay là cái gì đó, bởi vì nó hoàn toàn khác. Cái giá trị của nó mang lại cho mình là ở chỗ không ai có hết, là chỗ này luôn. Cả ví dụ như các anh chị sẵn đây mình nói, có thể là đụng chạm nhiều người uống collagen. Uống collagen bao nhiêu năm nay, già vẫn già như trái cà. Vậy collagen có mang lại cho mình cái gì không? Cho nên đôi lúc anh chị không hiểu, tức là chạy theo phong trào nữa, gọi là uống collagen cho khỏe. Nhưng mà thực sự collagen nó giúp cái gì để cho khỏe? Phải hiểu về khoa học của nó. Nhưng mà nếu không hiểu về khoa học của nó mua làm gì? Ha, cho nên cái mình đang giải thích cho anh chị về cái age lock để các anh chị hiểu cái giá trị trước khi các anh chị mua. Cho nên đó là như vậy thôi. Tức là mình giải thích cho các anh chị hiểu, để khi các anh chị muốn rửa mặt thì biết cái loại nào mà rửa mặt sử dụng. Một số các anh chị em uống collagen bao nhiêu năm nay, vậy sao nhìn lại vẫn già như trái cà, vẫn không già, không trẻ hơn được mình. Thì vậy cái collagen nó có tác dụng gì không? Hay là uống theo phong trào nữa? Và mình rất nhiều người uống theo phong trào mà không hiểu nó giá trị gì cho nó hết, thì không nên. Cho nên collagen có công nghệ age lock để tác động cái gì, tái tạo collagen không? Không. Làm gì có, ví dụ mà uống cái viên collagen thì da nó căng lên, đáng dụ có. Hay là ví dụ như có trường hợp đó là uống một cái viên gì đó vô là tan hết mỡ bụng, thì Trinh nghe thật là buồn cười. Ok, không có con đường tắt ở trên đời này, không có gì mà tắt hết á. Không có chuyện gì ngủ đêm tới sáng là có tiền, không có gì ngủ đêm tới sáng là trẻ hóa rồi. Cũng không có gì uống một viên là tự nhiên hết mỡ bụng, không bao giờ có hết. Mà tất cả đều phải qua một cái quá trình của mình. Ok, gian nan cực khổ, giữ bảo vệ mới có được. Cho nên những cái gì mà các anh chị muốn đi đường tắt thì sẽ không bao giờ. Đường tắt hay là có cái gì uống vô để cho đừng có lên cân hay không? Làm gì có, đúng không? Muốn không lên cân thì phải ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục, đúng không? Yes, mua đúng lượng đạm, lượng chất đạm, chất protein, chất xơ này nọ. Sau 6 giờ không ăn, giảm mỡ, giảm gì đó. Còn nếu mà sản phẩm nào nói là bạn mày không cần làm gì hết, chỉ cần cứ việc ăn thoải mái, đúng không? Ăn thoải mái 10 giờ tối ăn cũng được, muốn ăn gì ăn, uống cái này vô là sẽ giảm được cân. Hay là uống cái này vô cái trà xanh gì đó, cái trà gì đó cho tan mỡ bụng, gọi là gì, slim gì đó không biết nữa. Thì cái mình chỉ đang hỏi các anh chị là mình hãy dùng đầu óc, đó thật sự thôi. Dùng cái thích khoa học hỏi sẽ làm gì có, đúng không? Cái chị làm gì có, không đi làm gì hết, làm gì có tiền, bộ cái máy in tiền sao? Thì tất cả những sản phẩm gì ở trên thị trường mà nói kiểu đó mà các chị, thì chị nói một câu thôi, do mình lười ha. Mình lười, mình nghĩ là sẽ có đường tắt là thứ nhất, cho nên khi mình lười muốn có đường cắt, lường tắt thì chắc chắn sẽ có người gạt được mình. Ok, nếu như một người nào nói đó mà mình sẵn sàng nghe thấy mình muốn mua, tay mình lười, mình nghĩ đó làm gì có. Ok, rồi dĩ nhiên nó không có kết quả xảy ra thì bắt đầu mình sẽ nói người ta gạt mình. Nhưng mà mình không hiểu là tại vì mình dễ để ta dụ quá, đúng không? Tại làm gì có chuyện đó. Ok, cho nên đó là những cái mà thì Trinh muốn chia sẻ về cái kiến thức về khoa học cho bất cứ một cái sản phẩm nào chúng ta dùng, thì chúng ta cần phải thông minh. Cho nên mì ăn liền, chúng ta gọi là đồ ăn liền, mì ăn liền thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ mang lại giá trị cho sức khỏe. Mì ăn liền chính là chết từ từ. Uống collagen là gọi là ăn liền, nó cũng là chết từ từ. Ok, cho nên những cái gì ăn liền thì không thể nào thấy được kết quả. Các chị muốn có kết quả hay là muốn cho trẻ đẹp hay là thẩm mỹ, ví dụ như đi cắt mỡ bụng hay là làm gì đó, hay là đi làm tan mỡ bụng hay là phẫu thuật, cái đó gọi là ăn liền. Ok,
thì cái giá trị mình trả làm gì có, mỡ vẫn tiếp tục thôi đúng không, mình muốn nó chạy có tí thì cắt mỡ cũng tiếp, cho nên cái đó gọi là dùng dao dùng kéo thì chẳng có kết quả gì cả nè. Thì đó là buổi chia sẻ của thì Trinh đơn giản trong 46 phút 45 phút gì đó để các anh chị hiểu về cái giá trị của cái thiết bị Lumi Spa, nhớ là có chữ age lock phía trước. Age là tuổi, lock là khóa, khóa lại tuổi tác, làm chậm lại tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân, hầu mang lại suối nguồn tươi trẻ cho con người, giúp cho con người trẻ mãi tới già bằng cách nào? Thì tưởng tượng tới cộng dài dài, chúng ta có 23 cộng hay là 63, 4, 23 cặp là 46 cộng như vậy trong cơ thể mình, mỗi cái dài 2 mét. Và điều gì xảy ra khi hai cái đầu này nó bị tơ? Hai cái đầu này nó bị tơ thì mình tơ lưa hột chưa là xong luôn. Hai cái đầu này tơ thì dây dài không sử dụng được nữa, nó sẽ bị đứt và đã bị sụp. Thì con người chúng ta cũng vậy thôi, khả năng mình bảo vệ được cộng này được lâu thì có nghĩa là mình sẽ được sống lâu, mình sẽ được sống khỏe, mình sẽ được sống trẻ. Dĩ nhiên chúng ta không ham sống lâu, nhưng mà đã sống rồi thì mắc mớ thì không sống lâu đúng không, chúng ta mình đâu có lựa chọn sẽ ra sinh cõi đời này đâu. Cho nên nó là sống, nhưng mà đã là ở trên xã ở trên ở đã sống ở trên thế gian này rồi thì tại sao không chọn sống lâu, tại sao không chọn trong sống cho có chất lượng đúng không, sống cho giá trị đúng không, đã sống rồi thì phải mai sống cho nó giá trị, phải sống cho nó sống lâu. Mà nếu sống lâu rồi thì tại sao sống xong nó không cho nó khỏe, và tại sao sống khỏi sống sống không khỏe, tại sao sao sống trẻ đúng không, tại sao 80 tuổi nó không trẻ đúng không, tại sao mình không chọn điều đó. Nhưng mà nếu có khả năng chọn thì tại sao không chọn? Ok, 80 tuổi vẫn vẫn hồn nhiên yêu đời, hay là 80 tuổi ngầm ngáp cáp ngáp ngáp đó, là do mình thôi. Thì cái máy rửa mặt cũng vậy, có khả năng làm cho mình rửa mặt sạch sẽ, sạch sâu, bớt những vết nhăn đến thì không biết là chuyện như thế nào. Nhưng mà thì bản thân mình 46 tuổi mà giờ ai khen trẻ là thấy ham, không biết anh chị có tin điều hay anh chị không ham hay không biết, nhưng mà tự nhiên thấy cái lên nha, thấy thấy nhà mình đẹp chút cũng khoái. Còn nếu các anh chị không khoái thì có thể các anh chị không thật lòng với các anh chị, giặt tóc lên thấy không có tóc bạc cũng thấy ham ham, đó là sự thật thôi. Còn thí dụ thấy cọng tóc bạc cũng ơi trời ơi có cọng tóc bạc, không biết các anh chị như thế nào, nhưng mà mình vẫn sợ, đó là sự thật thôi. Nhưng mà nếu như một người mà mở ra có hai cọng tóc bạc với hai cọng 20 cộng 30 cộng thì các anh chị cảm thấy lo không? Dĩ nhiên già thì chắc chắn phải già rồi, nhưng mà nếu chúng ta có thể giảm bớt để được khỏe thì tại sao không ấy? Bởi lớp tai lớp nhăn nó ít nhăn hơn đúng không, hay là đồi mồi nhiều, hay là bắt đầu cảm thấy nó sần sùi nhiều của lão hóa rung cũng cũng ta thấy buồn vậy đúng không. Cho nên tại sao không chọn vui, thì chọn vui bằng cách là bảo vệ cho nó tốt để mình đỡ đời sống khỏe không trẻ. Ok, chứ không phải là chúng ta ham hố gì cả, nhưng đã nói sống thì hãy chọn cho một cuộc sống có giá trị. Ok, đã nói sống thì phải sống một cái cuộc sống đầy ý nghĩa nha, đã nói sống thì phải sống cho nó có chất lượng. Ok, sống bao lâu không bằng sống bao sâu, đó là sự thật luôn. Nhưng mà nếu vừa sâu và vừa lâu thì tại sao không chọn đúng không, sống bao dĩ nhiên đó là chất lượng của cuộc sống. Có thể nói ôi tôi không cần sống lâu, chỉ cần 60 tuổi nhưng mà chất lượng được rồi, chính xác. Nhưng mà nếu như có khả năng vừa sống được lâu và vừa chất lượng thì tại sao không chọn đúng không, 60 tuổi mà xong rồi chết mà chất lượng đồng ý, còn hơn là sống tới 120 tuổi mà dây dưa cà lưa hột dưa thì chết sớm càng tốt. Nhưng mà nếu tôi có thể sống tới 120 tuổi mà tôi vẫn chất lượng hơn bạn ở tuổi 60 thì tại sao tôi không chọn? Ok, cho nên thì Trinh chọn cả hai, chọn vừa sống lâu và vừa sống sâu. Cho nên sống bao lâu không bằng sống bao sâu, nhưng mà nếu vừa sâu vừa lâu thì tôi chọn cả hai nha. Cho nên trên đời này cũng là rửa mặt, nhưng mà nếu có cái công nghệ nào rửa mặt mà làm cho sạch sâu, ok, một một cái thiết bị mà hai tác động vừa rửa mặt vừa làm sạch sâu và có lại 7 công dụng cho cái sức khỏe của mình thì tại sao không sử dụng, cũng là cái rửa mặt thôi. Ok, thì đó là bài bài chia sẻ của chị ngày hôm nay, hy vọng là để giúp cho một số các anh chị nào đang có cái máy sử dụng mà cái nhà phân phối nào chia sẻ anh chị chưa hiểu, thì hy vọng là cái bài của mình sẽ giúp các anh chị nâng niu cái máy mình đang có. À, còn nếu đã có rồi thì nên nghĩ tới chồng của mình một cái. À, còn nếu chồng đang có rồi thì nghĩ tới vợ mình có một cái. Hay là hai vợ chồng có rồi thì nghĩ tới con mình cần có. Hay là xong rồi thì nghĩ tới cha mẹ mình cũng cần phải nên có. Ok. Cho nên cho mẹ mình, cho ba mình, cho người thân của mình, mọi người nên có một cái máy cho vui. À, rõ ràng nó mang lại giá trị và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Tùy các anh chị, màu xanh, màu hồng hay là màu đen, màu nào cũng được, nhưng quan trọng là nó bảo vệ được cái này.
Một lần nữa gửi lời chào xin sức khỏe đến tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình của Thùy Trinh, đặc biệt là cho một số nhà phân phối ở tại Mỹ hay là các anh chị ở khắp năm châu đang dùng sản phẩm của Nu Skin thì hiểu được giá trị của nó. Bởi vì mình là khoa học gia Thùy Trinh Nguyễn và luôn luôn nói bằng những cái kiến thức mình hiểu để chia sẻ với các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái chương trình của lần sau. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bây giờ Thùy Trinh chờ xem có ai có câu hỏi không. Nếu không có câu hỏi thì mình sẽ kết thúc. Ok. Không ai có câu hỏi ha. Hy vọng là các chị hiểu bài chia sẻ của mình. Đơn giản vậy thôi. Không đi vào chuyên sâu của khoa học, nó sẽ bị khó hiểu. A, T, C, G gì đó. Nếu các chị nào học sinh học sẽ hiểu. A với T, C với G kết hợp sẽ ra elastin hay là collagen gì đó. Mình không nói DNA gì đó, thì mình chỉ nói bằng cái cọng dây dài để mọi người dễ hiểu hơn. Alright, bye bye.